Ui trời ơi, sầu riêng hữu cơ này các bác ơi. Bác nào mà vẫn thắc mắc về cái năng suất của cái quy trình hữu cơ ấy, thì các bác vào clip này các bác xem đi nha. Và bác nào mà đã theo dõi quy trình của Thuận Thiên từ lâu rồi đấy, theo dõi kênh của Thuận Thiên từ lâu rồi đấy, thì các bác khá là quen với cái vườn này. Vườn này là vườn của chú Linh ở đèo Hòa Lan, Buôn Hồ, Đắk Lắk nha. Chú Linh ấy thì đã làm theo quy trình của hữu cơ Thuận Thiên từ rất nhiều năm rồi nha. Và năm nào thì năng suất nó cũng kinh khủng như này các bác ạ. Cây nào nó cũng đều như cây nào nha các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy. Và năm nào thì năng suất nó cũng khủng khiếp nha. Chứ không có chuyện năm được năm mất đâu. Đây nếu mà các bác thắc mắc về cái vườn này những năm về trước ấy, thì các bác có thể vào cái phần bình luận. Em sẽ gửi kèm cái đường link về video vườn này trong những năm về trước cho các bác xem. Năng suất năm nào cũng kinh khủng như này nha. Đấy này. Trái này mới được đâu đó khoảng tầm 80 ngày thôi. Nhưng mà mẫu trái này là mẫu trái ăn tiền đậm rồi. Da xanh gai nhím chắc chắn rồi, không có chuyện sồ đâu. Đấy, đất này, đất các bác nhìn, đất hữu cơ này, hột 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 này. Và đây thì mới mưa dầm xong nha, mới mưa dầm xong nhưng mà đất rút cực kỳ nhanh nha các bác. Đấy, các bác có thể thấy này, ui, thực sự là quá là mê luôn các bác. Đây, đây là anh Cường ở tận Đà Nẵng vào chơi với các anh em Thuận Thiên trong đây đây. Anh Cường ở Đà Nẵng và đã làm theo quy trình hữu cơ Thuận Thiên trồng sầu riêng ở Đà Nẵng nha các bác. Đấy, các bác có thể thấy này, trái này, đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Trả lời cho rất là nhiều câu hỏi của các bác thắc mắc, đó là làm quy trình hữu cơ Thuận Thiên thì chi phí có đắt hay không. Thì em cũng xin thưa với các bác luôn, đó là cái quy trình hữu cơ Thuận Thiên ấy, chi phí nó không hề cao hơn so với quy trình hóa chất nè. Nó rất là cạnh tranh. Ví dụ như là một vườn năm thứ sáu thứ bảy như vườn này nha, thì nó sẽ tùy vào cái điều kiện đất tốt hay đất xấu mà cái chi phí nó sẽ dao động cho một cây trong khoảng từ 800 ngàn đến 1 triệu 2 một cây một năm. Đó, nếu mà đất của các bác tốt thì nó khoảng tầm 800 1 triệu, còn đất của bác nào xấu, đất nhiều sét, nhiều cát mà cần cái yếu tố dinh dưỡng nhiều thì nó có thể lên đến 1 triệu 2. Và cái năng suất nha, với những cây như thế này đấy thì nó sẽ cho đều đều là khoảng tầm 2 đến 3 tạ. Như cái vườn chú Linh ấy là chú ấy đã làm với Thuận Thiên nhiều năm rồi nên tay nghề chú ấy vững rồi. Thì các bác có thể thấy là đều đều mỗi cây như thế này, 80, 100 trái, có cây hơn 100 trái. Mỗi trái như này nha, cái mẫu trái này nó là cái mẫu trái gai nhím thì nó sẽ không không quá nặng ký nhưng mà nó cũng sẽ phải được khoảng tầm 3 ký một trái. Thì em nhân nhẹ nhàng nó khoảng tầm hơi 2 tạ rưỡi đến 3 tạ trái một cây. Đấy các bác có thể nhìn thấy đất này, đất là cực kỳ xốp luôn. Đấy, quy trình hữu cơ làm lâu năm, đất của các bác nó sẽ như thế này này. Đất nó sẽ hột 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 và cực kỳ tơi xốp, cực kỳ nhiều dinh dưỡng nha. Bởi vì thế, chính vì thế nên là các bác làm quy trình hữu cơ ấy, thì càng ngày chi phí nó càng rẻ đi. Chi phí ở đây là mình sẽ tính theo năng suất nha các bác và tính theo cái giá thành chia cho một ký sầu riêng. Ví dụ như vườn của chú Linh này chẳng hạn thì năm nay đấy với cái số tiền bỏ ra cho một cây này khoảng tầm 1 triệu và thu khoảng tầm 2 tạ rưỡi đến 3 tạ trái đấy, thì chi phí ở đâu nó chỉ khoảng tầm 4.000. 4.000 một ký sầu riêng đúng không các bác? Quá rẻ đúng không ạ? Đấy, thì chi phí nó sẽ giảm dần theo từng năm, cụ thể là như thế nào ạ? Ví dụ như là năm đầu tiên thì nó có thể là khoảng tầm 8.000 trên một cái ký trái. Tiếp theo, những năm tiếp theo nó có thể giảm xuống là 6.000, rồi 5.000, rồi 4.000. Thậm chí những năm, những cái cây ấy mà trên 10 năm tuổi nha, cái năng suất nó rất là kinh khủng đấy, thì cái chi phí ấy, nó chỉ khoảng giờ khoảng tầm đâu đó 3.000, 4.000 một ký sầu riêng thôi nha. Nó rất là rẻ nha các bác. Bởi vì nha, những cái cây từ năm thứ 10 trở lên ấy, nó có thể cho đến 4 tạ, 5 tạ trái trên một cây ở một vụ. Trong khi cái chi phí đầu tư của bác nó chỉ cùng lắm là đến 1,5 triệu, 2 triệu trên một cây thôi. Tại vì cây, thường thường cây năm thứ 10 đổ lên, năm thứ 12, 15 ấy, thì tán nó to mà. Tán nó to đấy, thì là các bác bón phân quanh rìa tán lá nó phải mất nhiều phân hơn, nên cái chi phí nó tăng lên. Nhưng cái năng suất nó bù lại thì cực kỳ ok nha. Nó có thể lên đến 4 tạ, 5 tạ trái thì chia ra. Cái chi phí đầu tư chia cho năng suất thì nó chỉ khoảng tầm 3.000 đồng một ký sầu riêng thôi. Với những cây mà năm thứ 10 đổ lên ấy, nó làm cái chi phí cực kỳ cạnh tranh nha. Và tổng kết lại đấy, kể cả chi phí từ vật tư phân thuốc đến cái chi phí công cán cho các bác gọi là thuê công toàn bộ đi, chỉ tay năm ngón, rồi chi phí điện để mà tưới nước các kiểu ấy, nó sẽ chỉ gói gọn trong khoảng tầm từ 6.000 đến 10.000 một ký sầu riêng với những cái vùng như là Đông Nam Bộ hoặc là các cái tỉnh Tây Nguyên, tại vì ở trên đây này là năng suất bao giờ nó cũng cao hơn. Còn dưới các tỉnh miền Tây đấy thì chi phí, tại vì miền Tây thì năng suất nó thấp lắm nên là chi phí nó sẽ cao hơn, đặc biệt là làm dịch vụ thì chi phí nó có thể đến 15 20 ngàn đồng một ký sầu riêng. À, gọi là tất tần tật từ phân thuốc rồi
thuê công cán các kiểu ấy, nếu mà làm theo thuận thiên rồi đấy, thì em nghĩ là chi phí như vậy là nó cực kỳ cạnh tranh so với các quy trình khác nha các bác. Và nếu mà các bác tay nghề chuẩn ấy, các bác làm được như này ấy, thì ngay cả khi mà cái giá sầu riêng nó về đến khoảng tầm 30.000 đồng một ký thì các bác vẫn cực kỳ là lời nha các bác. Tất nhiên khi mà mình nói đến cái vấn đề về chi phí thì mình phải nhắc đến cái yếu tố về năng suất, mà muốn có năng suất ấy thì các bác cái tay nghề có gác nó cũng cần phải chắc nữa. Tại vì rõ ràng luôn, nói luôn với các bác là làm sầu riêng ấy nó là cái con đường một chiều. Có nghĩa là các bác đã làm sai rồi thì các bác rất là khó sửa. Đấy, chỉ có năm sau làm lại thôi, không sửa được nữa rồi. Đặc biệt là ví dụ như những cái lúc mà nó nhạy cảm như quá trình sổ nhụy chẳng hạn, mà các bác tưới nước sai, đấy, các bác không có sát sao với vườn thì nó rụng hàng loạt, thì lúc đó cái chi phí nó sẽ đội lên rất cao. Nhưng mà em đi quay các cái vườn này để chứng minh cho các bác là cái sản phẩm của Thuận Thiên và cái quy trình mà Thuận Thiên đưa ra đấy thì nó cực kỳ chuẩn rồi. Tại vì nếu mà phân thuốc ấy, sản phẩm nó không đảm bảo chất lượng hoặc là quy trình đưa ra nó không phù hợp ấy, thì rõ ràng là 100 vườn sẽ thất bại cả 100 vườn. Nhưng những cái vườn này mà đã đạt như này đấy, cái năng suất nó đã ổn như này đấy, thì có nghĩa là quy trình của Thuận Thiên nó rất là chuẩn. Còn tiếp theo cái việc thực hiện nó đúng hay là sai, hoặc là cái sự sát sao với vườn của các bác nó nhiều hay ít, thì nó cũng sẽ quyết định cái yếu tố năng suất nha các bác. Đó, rõ ràng. Nên là mới có chuyện những cái gia đình ấy, mà như chú Linh chẳng hạn, hai vợ chồng chăm sóc đâu đó khoảng tầm 200 cây như này thôi. Em xin thưa các bác, có khi giàu hơn cả những cái bác đại gia mà trồng đến cả mười mấy mẫu sầu riêng nha. Tại vì cây sầu riêng này ấy, nó rất là khó tính, nó cần phải có yếu tố về kiến thức này, kỹ năng rồi độ sát sao với vườn như em nói vừa rồi đó, thì nó mới đạt được cái năng suất. Bởi vì vậy nên là cái mục đích khi mà em làm những cái video ở trên kênh Hữu Cơ Thuận Thiên này đấy, mục đích lớn nhất vẫn là để truyền cho các bác cái kiến thức đấy, cái kỹ năng để các bác làm sao chinh phục được cây sầu riêng, để làm sao mà có thể thoát nghèo. Như vườn chú Linh chẳng hạn, năm ngoái là hai cô chú đã mua ô tô rồi. Đấy, còn năm nay thì không biết tiền để đâu cho hết đây. Ngoài ra đấy, một cái yếu tố rất là lớn, một cái chi phí rất là lớn mà các bác tiết kiệm được khi mà làm với quy trình hữu cơ Thuận Thiên đấy, đó là cái chi phí về sức khỏe nha các bác. Em xin thưa với các bác ấy, đó là rất là nhiều bác làm sầu riêng theo cái quy trình hóa chất. Em công nhận là các bác vẫn có thể thành công được, vẫn có thể đem lại yếu tố năng suất cực kỳ kinh khủng và cái lợi nhuận nó cũng rất là cao. Nhưng chỉ sau 2 năm, 3 năm khi mà các bác tắm ngập ngụa trong phân thuốc hóa học như vậy đấy, thì các bác bị bệnh này bệnh kia, đặc biệt là ung thư. Em chứng kiến hoặc là em nghe rất là nhiều cái câu chuyện ở các tỉnh miền Tây hoặc trên chính những cái vùng mà chuyên canh sầu riêng như là tại Đồng Nai, tại Bình Phước, tại Đắk Lắk, tại Gia Lai như này đấy, nhiều bác là làm sầu riêng sau một vài năm thu hàng tỷ, thậm chí cả chục tỷ, nhưng sau đó lại bị ung thư, thì tiền đấy các bác lại đi nuôi bác sĩ hết, các bác đâu có được hưởng. Và đến lúc đó thì thậm chí em nghĩ là chục tỷ thì nó không có nhiều giá trị. Đó là cái điều mà Thuận Thiên quý nhất khi mà mang lại cho nông dân, không những cái giá trị về kinh tế mà còn về là cái giá trị về 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 sức khỏe, là một cái giá trị nó rất là lớn. Và chắc hẳn là rất là nhiều bác đã nhận ra điều này rồi, nên là trong vòng một năm lại lại trở lại đây ấy, thì có rất nhiều bác đã làm quy trình hóa học thành công, các bác thu được rất nhiều tiền, nhưng các bác vẫn gọi điện cho Thuận Thiên để chuyển đổi qua cái quy trình hữu cơ cho nó an toàn đấy. Và tiền bạc cộng với sức khỏe nó mới là tiền đề để mang lại cái sự hạnh phúc cho các bác. Và hơn nữa nha, khi mà làm quy trình hữu cơ ấy, thì đất nó khỏe, cây nó khỏe và cây nó ít bị bệnh lắm. Không giống như là những cái quy trình hóa chất mà làm đâu đó khoảng tầm đôi ba năm là cây bắt đầu bị bệnh, thì đến lúc đó cái chi phí mà các bác phải phục hồi cho cây nó rất là tốn kém, và cái năng suất khi mà cây nó bị bệnh thì nó cũng cũng giảm đi rất là nhiều đấy. Ngoài ra nữa, đó là cái vấn đề về sức cạnh tranh của cái nông sản. Rõ ràng nha, bây giờ thì thị trường nó đang còn nhập nhằn, nhưng về sau đấy, những cái nông sản sạch mà làm ra như thế này đấy, có chứng nhận đàng hoàng ấy, thì chắc chắn là cái sức cạnh tranh trên thị trường nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với các cái loại nông sản mà các bác làm theo quy trình hóa chất. Vậy nên là qua những cái video như thế này thì em cũng rất là mong cung cấp được thêm cho các bác cái thông tin để các bác có đủ niềm tin, có đủ động lực để các bác chuyển đổi qua cái quy trình hữu cơ nó rất là thân thiện như thế này nha các bác.